Vâng, xin được kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay em lại về một mẫu xe Toyota Fortuner 2017, máy xăng số tự động một cầu quý anh chị nhá. Vâng, con này được nhập khẩu mà xe cá nhân một chủ từ đầu, xe chạy được cực kỳ ít luôn. Quý anh chị nào đang quan tâm về dòng xe Fortuner thì gọi điện thoại cho em để được tư vấn hỗ trợ về các mẫu xe Toyota Fortuner. Em là Vũ Tới Ô Tô, rất hân hạnh được nghe điện thoại và đón tiếp quý anh chị. Phần đầu đèn thì được trang bị đèn bi rồi quý anh chị nhá, đường viền mạ chrome ạ. Vâng, đèn chiếu gầm, xe form dáng 2017 đã nên đời nên form dáng mới rồi quý anh chị nhá. Lốp theo xe còn rất là mới, na răng của chiếc xe là 17 inch. Danh lốp xe đây ạ, đây quý anh chị nhá. Vâng, ốp bậc trang bị lên xuống, xe mới về đến cửa hàng của em luôn. Gương kính trang bị chỉnh điện, gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo rẽ dạng dài, tay nắm cửa được mạ chrome với lại tích hợp với đèn với lại khóa thông minh. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, rè chắn mưa, ghế phụ vẫn là dạng ghế chỉnh cơ, có sao thì em giới thiệu cho quý anh chị như vậy. Còn chiếc xe này bên em vẫn cam kết cho quý anh chị chiếc xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Đây là ngăn nằm mát của chiếc xe đây ạ. Vâng, xe về thì đây, xe được trang bị màn hình Android đấy quý anh chị nhá. Đây, nội thất của chiếc xe quý anh chị. Vâng, cái được bọc da, nội thất màu lâu. Điều hòa trang bị điều hòa tự động rồi quý anh chị ạ. Vâng, thì đây hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Xe được trang bị cửa gió sau này quý anh chị này, đèn trần này, cửa gió mát từng đến chỗ ngồi, cổng 12V, kệ để tay. Ốp bậc lên xuống đây ạ, xe mới về đến cửa hàng. Vẫn đẹp lung linh luôn. Đây cụm đèn sau của chiếc xe. Xe được trang bị cảm biến và lốp treo, khoảng sáng gầm của chiếc xe đây quý anh chị nhá. Vâng, gầm rất là sạch luôn ạ. Gầm rất là cao, khung gầm xe Fortuner rất là chắc chắn. Camera lùi, phanh trên cao. Ốp bậc chống xước ạ. Vâng, xe được trang bị hàng ghế thứ 3. Alo. Keo chỉ các cánh cửa, gioăng cửa hay là ốc cánh cửa, ốc keo xe thì bên em không có đụng chạm gì đến. Keo chỉ bốn cánh cửa như một ạ. Ghế lái được chỉnh điện. Táp bi cửa thì được trang bị kính một chạm nhá quý anh chị nhá. Kính một chạm ạ. Vâng. Phía dưới của cái vô lăng thì được trang bị mở lắp capo, mở lắp bình xăng và điều chỉnh đèn pha sáng và cảm biến. Vô lăng chiếc xe thì cũng còn rất là mới đấy ạ. Nó rất là sờn luôn ạ. Xe thì vẫn là dạng phanh tay chỉnh cơm thôi quý anh chị nhá. Nếu điều hòa gió trong và khí ga. Khoang máy động cơ mới về đến bên em thì vẫn còn rất là mộc. Nó chỉ bụi bặm mà xương xương thôi quý anh chị ạ. Nhưng mà chiếc xe thì em cam kết với quý anh chị là chiếc xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Giá thì cũng rất là hợp lý. Và trên giá thị trường thì bên em bán thì cũng không cao và không rẻ. Quý anh chị nào mà mua xe rẻ thì chú ý là chiếc xe nó có tai nạn hay không, ngập nước hay không, giấy tờ an ninh pháp lý có đầy đủ hay không thì đến với bên showroom em những cái cam kết, bên em cam kết đầy đủ với quý anh chị, xe không phản nguội và nếu có sai bên em sẽ gửi hoàn toàn số tiền cho quý anh chị và hoàn 100% số tiền lại cho anh chị.
Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em xin số điện thoại vào số điện thoại ở phía dưới comment hoặc gọi đến số điện thoại của em 0977 500055. Xin kính chào và gặp lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem video.